Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Bóng Chuyền Sport. Đây là set 2 trận bán kết 2 giữa hai đội chủ nhà Quang Anh và đội Tấn Công An. Set 2 đội chủ nhà Quang Anh phát bóng, điểm 0-0. Công Minh chạm lưới, điểm cho chủ nhà Quang Anh 1-0. Đội chủ nhà Quang Anh gồm có sự góp mặt của Đồng Đen, Thắng Đầu Bự, Quy Sức và Vũ Mexico. Đội Tấn Công An gồm có Quy Bê Tông, Công Minh. Điểm 1-0 cho đội chủ nhà Quang Anh. Sạc bóng không qua lưới, điểm 1-0 cho Tấn Công An. Một pha chớp thời cơ của Quy Bê Tông, điểm cho Tấn Công An 2-1. Một pha bóng đầy quy lực của Đồng Đen, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 2-0. Đập bóng tốt, điểm cho Tấn Công An 3-2. Một đường đi đầy quy lực của Đồng Đen, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 3-0. Đập bóng ra ngoài, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 4-3. Công Minh đập bóng tốt, điểm cho Tấn Công An 4-0. Nổ sang đầy quy lực của Quy Sức, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 5-4. Bỏ lỗ tốt, điểm cho Tấn Công An 5-0. Điểm cho chủ nhà Quang Anh 6-5. Yeah.
đập bóng tốt, điểm cho Tấn Công An 6-0. Đây là chương trình quảng cáo. Không mà chương trình mở được quảng cáo đây. Còn bảy mấy người chứ đâu, bốn mấy người à, bốn mấy người quảng cáo rồi, người ta vô xem là quảng cáo rồi nhưng mình không nhận được tiền thôi. Phải nhầm clip có quảng cáo. Đấy. nhầm clip có quảng cáo, nhầm clip không có. Có quảng cáo rồi mà không nhận được. Vừa không vô ngay clip nào quảng cáo. Một đường đi quá đẹp của Đồng Đen, điểm cho chủ nhà Quang Anh 7-6. Gần đây có quán cơm phần, quán cơm nào ăn không? Quán cơm bự nha, quán cơm này đang bên bảy. Quán chữ quán cơm mình ăn ấy. À, kêu quán cơm cũng vậy. Ừ. Đập bóng tốt, điểm cho Tấn mình. Nghiêm vào này nè. Điểm cho Tấn Công An 7-0. Sạc bóng ra ngoài, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 8-7. Sạc bóng không qua lưới, điểm cho Tấn Công An 8-0. Đập bóng ra ngoài, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 9-8. Daddy lại. Qua đường đi, đây quy là cú quay sức. Điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 10-8. Phát bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 11-8. Đồng Đen trắng bóng tốt, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 12-8. Quy Bê Tông đập bóng không qua lưới, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 13-8. Trắng bóng tốt, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 14-8. Đập bóng ăn điểm trực tiếp, điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 15-8. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đập bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho Tấn Công An 9-15. Điểm cho Đồng Đen. Điểm cho đội chủ nhà Quang Anh 16-9. Kết thúc hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà Quang Anh thắng với tỷ số 0-0, bước vào trận chung kết gặp đội Lê Minh.